bắt người đàn ông giở trò đồi bại với cụ bà. Người phụ nữ kề dao uy hiếp nhân viên trật tự đô thị. Điều tra vụ bé gái tử vong bất thường, nghi bị bố ruột hành hung. Xử phạt thanh niên tát nữ sinh lớp 7 để bênh cháu gái. Thanh niên nằm trên yên, lao xe vun vút trên làn buýt nhanh BRT ở Hà Nội. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ việc một cụ bà 75 tuổi bị người đàn ông giả vào nhà chơi, sau đó thực hiện hành vi đồi bại. Mặc dù bà cụ đã ra sức chống cự, nhưng kẻ này vẫn không dừng lại. Toàn bộ sự việc diễn ra đã được camera an ninh ghi lại. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 5, Bảo, 41 tuổi, đến nhà bà PTL, 75 tuổi, trú xã An Dũng, chơi. Lúc này, chỉ có bà L ở nhà. Bảo sau đó vào nơi để giường ngủ, ngồi nói chuyện rồi bất ngờ giở trò với bà L. Mặc cho cụ bà 75 tuổi chống cự, gào thét van xin, Bảo vẫn cố thực hiện hành vi của mình. Một người dân khi nghe tiếng bà L kêu cứu đã chạy vào. Lúc này, Bảo mới dừng sự việc. Tuy nhiên, Bảo đe dọa rồi mặc quần áo bỏ trốn. Toàn bộ sự việc và hành động phẫn nộ của kẻ này được camera an ninh trong nhà ghi lại. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận trình báo, Công an huyện Đức Thọ tới hiện trường điều tra. Đến 20 giờ tối cùng ngày thì bắt giữ nghi phạm. Qua điều tra, được biết Bảo từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới mãn hạn tù trở về địa phương, Bảo chưa lập gia đình. Sau khi bị kẻ xấu giở trò, người nhà của bà L cho biết hiện tại bà L đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định. Những hành vi của Bảo đối với bà L là rất rõ ràng vì đã được camera gia đình ghi lại nên không thể chối cãi. Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Người phụ nữ kề dao uy hiếp nhân viên trật tự đô thị. Mới đây, một clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bán nước tại thành phố Quy Nhơn liên tục có hành động chửi bới, vung dao về phía nhân viên đội trật tự đô thị, gây phẫn nộ dư luận. Trước đó, người này bị nhắc nhở về việc bán nước trong công viên dọc biển. Vào tối ngày 2 tháng 5, theo đại diện lãnh đạo Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, hiện Công an phường đã tiếp nhận và đang điều tra việc người phụ nữ bán nước, kề dao và vung dao chém nhân viên đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn khi nhân viên này đang làm nhiệm vụ. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 17 tháng 4. Một tổ công tác 6 người thuộc đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn tiến hành kiểm tra đảm bảo trật tự đô thị tại khu vực công viên đường Xuân Diệu, phía biển. Lúc này, tổ công tác phát hiện một phụ nữ bán nước trong công viên nên tiến đến nhắc nhở. Trong quá trình nhắc nhở, anh Nguyễn Quốc Minh, nhân viên đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn, tạm giữ một số ghế ngồi tại đây. Thấy vậy, người phụ nữ bán nước đã lấy dao kề uy hiếp anh Nguyễn Quốc Minh rồi liên tục chửi bới và vung dao qua lại trước mặt anh Minh. Sự việc tiếp tục diễn ra khi người nhà của người phụ nữ này cũng kéo đến chửi bới các nhân viên đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn. Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an phường Trần Phú đã lập biên bản và báo cáo vụ việc lên Ủy ban Nhân dân làm việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố Quy Nhơn tiếp tục điều tra, làm rõ. Tình trạng những quán nước, bán hàng rong lấn chiếm khu công cộng xảy ra rất nhiều trong thời gian qua. Thậm chí, họ ngang nhiên chiếm quyền sở hữu, đuổi người dân đi nếu không uống nước. Với những hành động đó, nhiều người dân đã bày tỏ sự bức xúc và mong chính quyền nhanh chóng đưa ra các phương án giải quyết tình trạng trên, trả lại nơi công cộng cho người dân. Điều tra vụ bé gái tử vong bất thường, nghi bị bố ruột hành hung. Thông tin từ Công an huyện Châu Thành, Tây Ninh cho biết, mới đây, một bé gái tử vong bất thường tại nhà với nhiều vết bầm tím. Theo một số nhân chứng, bé gái sống cùng cha và nghe thấy tiếng la lớn của người này kèm tiếng khóc của trẻ nhỏ. Tối ngày 2 tháng 5, Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng tổ chức công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc một bé gái nghi bị sát hại. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tạm giữ hình sự đối với TLD, 29 tuổi, là cha ruột của nạn nhân để điều tra. Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người thân của bé gái TTCV phát hiện bé nằm bất động trong nhà với nhiều vết bầm tím bất thường, được xác định đã tử vong. Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do tác động ngoại lực, nghi bị cha ruột gây ra. Theo một số nhân chứng, bé V sống cùng cha ruột tại một căn nhà ở xã Thành Long, huyện Châu Thành.
Vào trưa cùng ngày, người dân nghe tiếng ông Đê la lớn, sau đó là tiếng khóc của em bé, rồi im lặng. Đến chiều, ông bà nội bé V đến nhà chơi thì phát hiện cháu đã tử vong. Trước đó đã từng có nhiều vụ việc tương tự thương tâm xảy ra, gây phẫn nộ dư luận. Hiện vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra và làm rõ nguyên nhân khiến bé gái tử vong. Sáng 2 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên nằm trên yên xe máy lao vun vút trong làn đường BRT. Theo hình ảnh trong clip, nơi xảy ra sự việc thuộc phố Nguyễn Thanh Bình, đoạn qua nhà chờ xe buýt La Khê, quận Hà Đông. Thanh niên này điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, nằm trên yên, phóng đi với tốc độ cao. Đến chiều 2 tháng 5, một đoạn clip khác cũng xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh thanh niên này điều khiển xe với tốc độ cao, liên tục đánh võng trên phố Vạn Phúc, hướng từ đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm đi đường Quang Trung, quận Hà Đông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thông tin từ đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và đang tiến hành xác minh. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn SI Vina tại xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đã hơn 3 năm nay, hàng trăm công nhân mòn mỏi đi đòi bảo hiểm xã hội, thế nhưng đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Đã nhiều ngày nay, đều đặn mỗi sáng, hàng trăm người lao động, những người đã từng là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn SI Vina lại bỏ công việc ngồi chờ hàng giờ trước cổng công ty này để đòi nợ bảo hiểm xã hội. Ròng rã gần 3 năm nay, kể từ khi doanh nghiệp có dấu hiệu nợ bảo hiểm xã hội cho đến khi tạm dừng hoạt động vào tháng 3 năm 2023, người lao động đã đi khắp các cửa cậy nhờ cơ quan chức năng. Thế nhưng đến nay, chế độ của họ vẫn bật vô âm tín. Những ngày nghỉ lễ này người ta được đi du lịch nhưng bọn chị vẫn phải ra đây để trực. Để mà lóng này vẫn phải ngồi đây để trực để xem là có ai ra để nói bọn chị cũng như vậy, chả có ai bảo bọn chị như nào. Cứ để bọn chị chờ đợi như này. Đấy, thì mong là các cơ quan ban ngành vào cuộc hộ bọn chị. Bây giờ tôi chỉ mong muốn là công ty cũ là đóng hết bảo hiểm xã hội cho chị em công nhân chúng tôi tất cả ở đây là từ tháng 9 2022 cho đến tháng 3 2023. Trên vai trò là cơ quan bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Tam Dương đã luôn sát cánh cùng người lao động trên hành trình đi đòi lại lợi ích chính đáng của mình. Phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể có ý kiến đối với lại tỉnh là đề nghị là doanh nghiệp cũng có không để cho lãnh đạo doanh nghiệp xuất cảnh và chỉ đạo các công đoàn cơ sở ở huyện Tam Dương là sẽ có những cái công nhân lao động mà đến xin việc mà xưng là công ty của SI Vina thất nghiệp thì đề nghị là hỗ trợ để cho công nhân vào làm việc. Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền bảo hiểm xã hội doanh nghiệp này đang nợ là hơn 12 tỷ đồng. Đến ngày 26 tháng 4 vừa qua, doanh nghiệp đã trả được 9,5 tỷ đồng tiền nợ, hiện còn gần 3 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn SI Vina là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2550-581003. Ngành nghề sản xuất kinh doanh, sản xuất gia công và các sản phẩm giấy, hàng may mặc, găng tay da, mũ thể thao, túi sách, ví da với vốn điều lệ là 122 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Hôm nay, có lẽ nhiều người sẽ có những tâm trạng khác nhau khi phải quay trở lại với vòng quay của công việc và học hành. Sau đây, chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn ngắn để xem cảm xúc của mọi người như thế nào trong ngày làm việc đầu tiên. Những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ mình đi du lịch cùng với gia đình cũng như về quê thăm ông bà. Em chỉ ở nhà xong rồi ngủ và phụ giúp việc nhà, xong tối thì đi chơi, đi cà phê với bạn bè thôi. Hôm đầu tiên mà quay trở lại cuộc sống học tập với cả đi làm như trên này sau kỳ nghỉ dài thì em cũng thấy có đôi chút mệt mỏi. Em cũng đã phải suy nghĩ công việc đến câu chuyện đấy là ở nhà ngủ 12-13 tiếng và trên này chỉ còn quay được giấc ngủ 7-8 tiếng. Với buổi sáng thì khi mà thức dậy mình cũng cảm thấy hơi ngại vấn đề đi làm. Đang rất là thư giãn, rất là thoải mái ở nhà. Bố mẹ thì cơm nước một phát cái là ăn luôn sướng như tiên. Thì lên đây phải chật chội xô bồ đi lại kiểu nó rất là hối hả ấy, và nó cũng khó chịu hơn một chút.
nhịp với cuộc sống trở lại trường thì trước khi đi học mình đã tối hôm qua mình đã có ôn lại và xem lại bài cũ để sáng nay đi học gặp rất đỡ bỡ ngỡ hơn. Cũng như là sáng nay thì cũng dậy sớm để chuẩn bị trước để không lỡ buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài. Sau những ngày nghỉ lễ dài thì team mình có tổ chức một buổi gọi là gặp mặt mọi người và ngồi nói chuyện với nhau, ôn lại những kỷ niệm mà mình đã trải qua trong năm nghỉ lễ và để gắn kết tinh thần của team lên, team work và giúp cho mọi người gần gũi nhau hơn. Thì cảm thấy cho mọi người cảm thấy vui vẻ và thích nghi với công việc sắp tới. Mình cũng phải chuẩn bị tinh thần từ trước 1-2 hôm trước khi nghỉ lễ là lên trên này là mình phải chuẩn bị là 2-3 hôm nữa là mình phải quay trở lại cuộc sống như kia rồi và mình không ngủ nhiều như này nữa, không chỉ ăn không chỉ chơi không nữa, mình bắt đầu phải quay trở lại học tập và làm việc ạ. Hôm nay sau kỳ nghỉ lễ thì em có một bài thi nhỏ nhỏ và để chuẩn bị cho bài thi đấy thì em đã dậy sớm hơn bình thường khoảng 30 phút để mình chuẩn bị một cái tâm trí tỉnh táo để tự tin làm bài. Em đã lựa chọn là sẽ bật một bài nhạc cho thật tinh thần thật hứng khởi, sau đó thì sẽ uống một cốc cà phê để tỉnh táo hơn và tự tin bước vào phòng thi. Quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là một địa điểm thu hút nhiều khách du lịch, đặc biệt là các du khách nước ngoài đến tham quan trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Mặc dù thời tiết tại Hà Nội hôm nay vẫn nắng nóng nhưng hàng trăm du khách vẫn lựa chọn đến tham quan di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau khi xếp hàng mua vé, các du khách lần lượt di chuyển vào khuôn viên Văn Miếu và nơi thờ tự. Sơ đồ và bảng chỉ dẫn ở mỗi khu vực du khách tham quan dễ dàng theo dõi, khám phá từ cổng chính của Văn Miếu Môn, sau đó là cổng Đại Trung Môn và vào đến bên trong của Khuê Văn Các. Các du khách thể hiện sự thích thú trước không gian yên tĩnh, các công trình kiến trúc cổ kính, nơi thờ tự linh thiêng cùng 82 tấm bia tiến sĩ. Ngoài ra, hoạt động xin chữ tại sân nhà tiền đường cũng thu hút sự chú ý của nhiều du khách nước ngoài. Tôi biết hôm nay là ngày giải phóng miền Nam và là ngày nghỉ dài của Việt Nam. Tôi chọn mặc áo dài vì biết đây là trang phục truyền thống. Tôi muốn mặc thử và công nhận thực sự là rất đẹp. Ngày hôm nay tôi đến đây trong thời tiết nóng nực nhưng thấy rất nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ vô cùng năng lượng. Ở Anh, chúng tôi được học rất nhiều về lịch sử Việt Nam, vì vậy tôi biết đến ngày lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 của Việt Nam. Lý do tôi đến Việt Nam trước hết vì đồ ăn ở đây rất ngon, đặc biệt chúng tôi chọn Hà Nội vì nơi đây hội tụ lịch sử văn hóa với nhiều tòa nhà cổ kính. Tôi tình cờ nhìn thấy một bức hình về di tích này trên mạng và tò mò nên đã đến đây. Phong cảnh rất đẹp, tôi muốn tham quan kỹ hơn nơi này cũng như học nhiều hơn về lịch sử Việt Nam. Thực ra với thời tiết ngày hôm nay thì nó cũng khá là nóng, tuy nhiên là vào thời điểm buổi sáng ấy, từ lúc 9 giờ cho đến 11 giờ thì thời tiết khá là dịu nên là vẫn có thể đi chơi được. Ở các cái khu vực mà ví dụ như khu vực như Văn Miếu hoặc là những cái nơi mà người ta thường tập trung ấy, thì hôm nay thực tế thì cũng không đông lắm, nên là cũng rất là phù hợp để cho mọi người đi chơi. Được coi là một biểu tượng văn hóa Việt, Văn Miếu Quốc Tử Giám chắc chắn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Tại đây thu hút một lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên. Rất nhiều sĩ tử 12 đến từ khắp tỉnh thành trên cả nước đã có mặt tại đây để cầu nguyện với mong ước sẽ đạt may mắn trong kỳ thi sắp tới. Mỗi lần mà vào cái kỳ thi quan trọng thì em thường đến Văn Miếu Quốc Tử Giám và đây là lần thứ 3 em đến đây ạ. Năm nay thì em đặt nguyện vọng vào trường báo chí và tuyên truyền ạ. Và em có nguyện vọng là em muốn cầu cho mình có đạt đủ điểm để đậu vào ngôi trường mới. Em đến đây để cầu cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024 đạt được kết quả tốt, và em đến đây cùng mẹ em ạ. Tôi đã đưa hai cháu đến đây đã rất nhiều lần. Lần này nguyện vọng của tôi đưa hai cháu đến đây để có thêm một cái trải nghiệm mới, có một cái tâm lý trước khi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Nguyện vọng của tôi cũng muốn cho hai cháu, nhất là cháu lớn, thi đỗ đạt các trường đại học mà cháu đăng ký đạt nguyện vọng 1 trong kỳ thi sắp tới. Mình đưa con gái đến đây với một tâm linh rằng là
12 năm đẹp sách của con gái, cũng mong muốn con gái rằng là trong kỳ thi sắp tới, con gái sẽ vững tin và tự tin trong cái kỳ thi sắp tới và đỗ đạt thành đạt trong cái việc là con gái chuẩn bị trưởng thành để thành một con người tốt. Theo kế hoạch năm học 2023-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học kỳ 2 sẽ kết thúc trước ngày 25 tháng 5 và thời gian kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được tổ chức vào các ngày từ 26 đến 29 tháng 6 năm 2024. Đây là giai đoạn ôn thi nước rút của sĩ tử 12 để đạt kết quả thi như mong đợi. Vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.